Vâng, Nghị xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Và rất vui được gặp lại mọi người trong một video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch. Và hôm nay chúng ta gặp nhau là sau một tuần giao dịch. Thì video này được nghĩa thực hiện và phát sóng công chiếu vào tối chủ nhật. Có nghĩa là chúng ta đang ở những khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trong hai ngày cuối tuần. Cũng như là chúng ta sẽ bắt đầu cho một tuần giao dịch mới. Thì tuần tiếp theo chúng ta sẽ là tuần thứ ba của tháng 6. Và một tuần vừa qua thì giá cả nó đang để lại cho anh chị nhà đầu tư khá là nhiều sự lo lắng. Khi chúng ta có một phiên thứ 6 không hề thuận buồm xuôi gió luôn chị. Thậm chí là đang để lại rất nhiều các cái sự ngỡ ngàng và bận đỡ với chị. Và đang để lại những cái mức thua lỗ chóng vánh với những anh chị nhà đầu tư nếu như mà mua mới các cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng hôm thứ 6 vừa qua. Câu hỏi mà nghĩ được đặt ra sau phiên thứ 6 vừa qua là thị trường này đóng cửa xấu lắm hại. Thị trường này sập về. Thị trường sập về bao nhiêu em? Thứ hai này làm gì nghĩa? Tức là những câu hỏi mà anh chị nhà tôi bắt đầu tương đối là mất định hướng và đang rất là lo lắng về thị trường. Thì hy vọng mà video này là một cái góc nhìn cá nhân của Nghĩa thì nó sẽ tạo ra thêm cho anh chị nhà tôi chúng ta những cái sự tham khảo. Vậy chắc hẳn là anh chị cũng sẽ có ít nhiều tham khảo, nhiều nguồn tư vấn, nhiều video, nhiều livestream nên chị đã quan tâm về thị trường chứng khoán. Cho nên hy vọng là thêm một cái góc nhìn của Nghĩa, nó sẽ cho chị nhà tôi chúng ta một cái sự khách quan hơn về thị trường và anh chị có thể ổn định về cái mặt tâm lý để có thể giao dịch. Tại vì muốn anh chị nhà tôi giao dịch tốt, cái việc đầu tiên là tâm lý của anh chị phải ổn định. Không biết là anh chị có lãi hay lỗ. Và chúng ta sẽ không nói về việc là thị trường tăng hay giảm. Nhưng ví dụ là thị trường tăng hay là thị trường giảm, thì ít nhất tâm lý của anh chị nhà tư chúng ta cần phải ổn định. Thì nó mới giúp anh chị có được một cái động thái giao dịch tốt ha. Ok cả nhà. Và cũng xin lỗi anh chị nhà đầu tư nếu như mà anh chị có nghe tiếng gió xì xào gì đấy, người không check được mặt anh video này cho nên nha. Nếu như mà có nghe âm thanh tiếng gió xì xào thì anh chị nhà tôi mọi người thông cảm tí, tại vì thời tiết nó hơi nóng vậy. Không biết là ở khu vực anh chị nhà tôi như thế nào, nhưng mà ở thành phố Đà Nẵng hiện tại đang khá là nóng, thì phải dùng quạt. Điều hòa thì chưa, mình không ngồi cho lắm, tại vì hiện tại vẫn có thể có thêm gió trừ nữa, nhưng mà có thể dùng quạt cho nên hy vọng nó không lột vào cái âm thanh này. Rồi, thì không để mọi người chờ đợi lâu nữa, thì sẽ đi vào nội dung của video này ha. Thì trong cái nội dung của video này thì Nghĩa cũng sẽ không nói quá nhiều về các thông tin kinh tế vĩ mô và tiền tệ, mà Nghĩa sẽ tập trung nhiều hơn về thị trường của mình, những cái số liệu liên quan tới thị trường tài chính. Nghĩa có nha kỳ vọng rằng đâu đó khoảng cuối tuần Nghĩa sẽ hẹn chị nhau với chúng ta trong một video tổng hợp về cuộc họp của Fed, để anh chị có một cái góc nhìn rộng hơn, xa hơn về bối cảnh kinh tế vĩ mô và tiền tệ trong giai đoạn nữa cuối năm của năm 2024. Tuy nhiên mình chưa sắp xếp và lên sóng được với anh chị thì không dám hứa, nhưng mà chắc là Nghĩa sẽ cố gắng một buổi nào đấy mình sẽ làm một cái nội dung riêng này. Tổng hợp trở lại với anh chị nhà đầu tư. Đấy nha. Rồi, trước tiên thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ gặp nhau với chỉ số Dow Jones. Tại vì sao chúng ta nhìn qua chỉ số này thì nè, mặc dù Dow Jones nó sẽ không phản ánh hết được về VN-Index mà nó gần như chúng Nghĩa đã phân tích và chia sẻ với chị nhiều lần. Nó không phản ứng câu chuyện giữa VN-Index và Dow Jones, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của nhà đầu tư. Đặc biệt là mỗi khi thị trường chứng khoán có biến động không được tốt, thì nhà đầu tư sẽ ngó nhiều hơn về kết quả Dow Jones của đêm đó và ảnh hưởng cho phiên dịch ngày mai. Thì sẽ có những cái luồng suy nghĩ như vậy. Nếu như mà thị trường chứng khoán chúng ta có chuyển biến xấu, nhìn qua Dow Jones thấy đêm đó Dow Jones đạp cửa 200, 300 điểm nữa là kiểu ôi em xong mệt rồi. Đúng không? Đó là cái diễn biến chung, thì nó sẽ phản ứng vào tâm lý của nhà đầu tư. Thì trước tiên nếu như anh nói về Dow Jones, chúng ta nhìn qua hai chỉ số khác là SP500 và Nasdaq. Thì chúng ta thấy là SP500 và Nasdaq là đang ở những cái đỉnh lịch sử của hai chỉ số chứng khoán này của Mỹ. Và
nhiên mà trạng thái gì đó thì thấy được là sự mất cân bằng đang xảy ra. Nên rất dễ hai chỉ số này nó sẽ có một cái trạng thái tạo đỉnh ngắn hạn và có một cái nhịp điều chỉnh nào đó, có thể sớm là sẽ trong một tuần này. Đấy. Nếu như nhìn qua một chỉ số khác là Dow Jones thì Dow Jones đang đi tương đối ngược, khác đi so với lại là Nasdaq và S&P 500. Hay thật ra là nếu chị nhìn thì mọi người sẽ thấy được là Dow Jones nó đi sớm hơn. Vì ví dụ như về Nasdaq thì S&P 500 thì nó ở giai đoạn này, đồng của Dow Jones thì tăng trước. Đương nhiên nó không vượt đỉnh theo kiểu là một cách rầm rộ mà nó cũng có khách sạn, sau đó có một điều chỉnh thì bây giờ các chỉ số kia mới bắt đầu có. Rồi thì nếu như nói về cái phần của Dow Jones thì chúng ta thấy là vùng này là một cái vùng tương đối lực lượng của chỉ số này, và nó xét về yếu tố rủi ro thì nó cũng đang có. Nhưng mà chúng ta sẽ chú ý quan trọng cái mốc của Dow Jones đó là quanh cái vùng 37.000 38.750 đến 38.850 biên độ 100 điểm. Thì giai đoạn trước chúng ta cũng thấy là được Dow Jones cũng có một lần gãy đúng vậy, sau đó cũng tạo được hai đáy và đi lên. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cũng đang thấy được là Dow Jones cũng có một cái đáy và đang có được một cái điểm đáy thứ hai. Thì nếu như mà để chuyển sang sang một cái màu khác đi cho nó dễ nhìn, gắn đi anh chị ha. Đấy. Cho một cái vậy rồi rồi đấy. Nếu như mà Dow Jones làm được cái điều thứ đấy thứ hai này và bật lăn trở lại và vừa được vùng giá 38.750 đến 38.850 thì Dow Jones sẽ có được đáy hai, và sau đó Dow Jones sẽ lại đi lên. Khi đó thì xét trên một cái diện rộng thì chỉ số Dow Jones nó sẽ mang một dáng vấp là một nhịp swing, tức là một nhịp dao động trong một biên độ trên và dưới. Đó, nếu chị như tôi một nhìn rộng ra nó sẽ là như vậy. Thì chỉ cần mà nếu chỉ số này vượt được qua cái mốc này thì thị trường tài chính nó tạm thời sẽ ổn định về mặt tâm lý ở đầu phiên giao dịch. Là cái xu hướng của Dow Jones nó sẽ hướng về cái xu hướng tăng ngắn hạn trở lại trong một biên độ trung hạn swing. Thì chỉ số các chỉ số chứng khoán, các chỉ số tài chính nó sẽ có một sự ổn định, và tâm lý nhà tôi cũng có một sự ổn định ở điểm ở đây. Chúng ta cũng kỳ vọng nó có những cái điểm hỗ trợ để chỉ số này có thể băng bật. Đấy. Chúng ta kỳ vọng chỉ số này có những cái điểm hỗ trợ để có thể băng bật và như hiện tại. Cho nên đánh giá thì mình kỳ vọng có cơ hội. Rồi chúng ta thấy là ở phiên thứ sáu, cuối tối thứ sáu, Dow Jones về ở quanh cái vùng này và cũng đã có những cái phản ứng. Đấy. Cho nên nha, thì nếu như nhìn về chỉ số Dow Jones thì nó sẽ vẫn có cơ hội. Nhưng nếu như mà Dow Jones chúng ta thủng thủng đáy, cái răng thủng đáy này đó là vùng 38.000, thì gần như cái lực đỡ của Dow Jones nó sẽ không còn trong ngắn hạn, mà Dow Jones sẽ có những cái nhịp điều chỉnh sâu hơn. Chỉnh về đâu rồi, trước tiên thì chúng ta thấy là ở đây nó có một cái vùng tích lũy, cho nên có thể đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ của chỉ số, tức là đâu đó quanh cái vùng mà 37.500, hiện tại đang là 38.500, tức là giảm đâu đó khoảng cỡ 100 điểm. Đâu giảm cỡ 1.000 điểm, sorry chị, cỡ 1.000 điểm. Còn nếu như mà giảm mạnh hơn thì định nghĩa xem thử các khung đồ thị lớn. Mà giảm mạnh hơn thì có thể nó sẽ về về tầng quanh cái vùng giao găm của Ichi, đó là quanh 36.000. Hay có khi là về tầng túc khi đây. Thì như vậy, nếu khỏe ha, gọi là khỏe nhất, nếu nói về trạng thái khỏe nhất thì Dow Jones sẽ vượt được 38.850 và bật trong ngắn hạn. Trạng thái thứ hai, kịch bản thứ hai cho Dow Jones không có phản ứng tích cực, lũng đáy 38.000 thì Dow Jones sẽ giảm thêm 1.000 điểm về vùng quanh 37.000, yếu hơn nữa sẽ về vùng quanh 36.000. Thì nếu như kịch bản là xảy ra thì tạm thời về mặt tâm lý thì nó sẽ được có được một sự ổn thỏa. Còn nếu như mà Dow Jones giải như thế này thì nhà tư người ta sẽ có những cái sự lo lắng nhiều hơn. Cứ một khi thị trường chứng khoán mà có biến động giảm thì ngay lập tức người ta sẽ càng lo nhiều hơn.
tăng điểm thì không ai mấy ai lo, nhưng mà giảm điểm thì nhà tư người ta sẽ lo rất nhiều. Đấy, đó là cái đánh giá đầu tiên về Dow Jones cho anh chị nhà tư nào quan tâm về chỉ số này. Được chưa? Rồi, đó là những cái đánh giá. Đánh giá thứ hai đó là về DXY. Thì DXY ở trong những phiên cuối tuần vừa qua có một cái sức bật ở tương đối là ấn tượng. Sau cái thông tin vào tối thứ tư CPI của Mỹ công bố thì DXY có một trạng thái quay xe giảm nhưng mà rất nhanh chóng quay trở lại vào ta. Và anh chị nhà tư mọi người nếu như có nhớ, nếu vậy phải nhớ thì có thể trả cho anh chị nhà tư chúng ta một cái khen giá, một cái khen giá đấy, nghĩa tình kể cho chị một cái khen giá của DXY thì sau khi nó gãy xong bây giờ nó quay trở lại. Thì rõ ràng nếu như đánh giá thì DXY mà quay trở lại kiểu này thì DXY sẽ còn có thể tăng vì quay quanh cái vùng đỉnh là 106.4. Nói chán là DXY quay trở lại tăng thì rõ ràng cái tác động giữ cho cái việc tỷ giá, để cho tỷ giá trong nước chúng ta có cái động thái giảm ngay tức thì có thể là lại chưa đến. Có thể lại là chưa đến chị. Cho nên anh chị nhau tới mọi người nếu như đánh giá về sự cái tác động của các cái thông tin, các cái bối cảnh trong ngắn hạn ha, trong ngắn hạn thì mình cho rằng nó tạm thời là chưa có được một cái sự ủng hộ quá tích cực ở những cái yếu tố bên ngoài. Và đương nhiên góc nhìn kinh tế vĩ mô nó phải là một khoảng thời gian dài. Ở đây nghĩ chia sẻ người đánh giá trên một cái phạm trù ngắn thì những cái mặt hỗ trợ tin tức thì nó sẽ chưa. Ở cho đây nghe xét về yếu tố này gần như trong tuần tới thì thị trường chứng khoán của chúng ta nó sẽ bằng đúng với lại sức mạnh của thị trường, đúng với lại nội tại của thị trường, tức là cung và cầu. Và sẽ xem được là cung và cầu đấu với nhau như thế nào, đánh nhau như thế nào, bên nào thắng rồi bên nào thua. Ok cả nhà. Rồi, đó là những cái đánh giá ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá thị trường ở trong tuần vừa qua và tổng hợp ở tuần này. Thì ác hẳn là tuần vừa qua cả một tuần thì không có quá nhiều gì để lo, nhưng mà đến cuối tuần là bắt đầu có nỗi lo nó lại ập tới với anh chị. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã vượt được cái mốc 1.300, nhưng mà cái tuần thì đường nó lại rơi về 1.279.9, tức là thị trường giảm đến 21 điểm vào phiên thứ sáu. Rất nhiều nỗ lực ở trong tuần bị dập tắt anh chị, tôi cảm thấy ồ có thể đường này bô rồi. Thì chưa bàn sâu về kết quả thì bây giờ mình sẽ đi vào với anh chị các cái con số đáng chú ý ở trong tuần vừa qua. Các con số đáng chú ý. Con số đầu tiên chắc chắc hẳn anh chị nhiều tôi cũng quan tâm và hay để ý, cứ khi thị trường giảm thì con số này sẽ được lôi ra, đó là giao dịch của nước ngoài. Thì trong tuần vừa qua nước ngoài là bán ròng hơn 5.100 tỷ lên toàn thị trường, xếp riêng trong tuần từ 10 đến 14 tháng 6. Đây nha. Mình đi index thì có thể thấy là nước ngoài bán nhiều nhất. Đó là GVN. Và mua nhiều nhất là FPT. FPT mua thì thấy nước ngoài bán và mua như thế nào? Có 10 bán một mảnh trên HOSE. Đây là cái gì? Ảnh hưởng sao sorry mọi người, đây là mới là nước ngoài. Nước ngoài bán mạnh nhất là FPT với hơn 1.700 tỷ. Mua vào mạnh nhất là MBB 348 tỷ. HAH là cổ phiếu tiếp theo. Masan là cổ phiếu tiếp theo nữa. FPT là cổ phiếu tiếp nữa được nước ngoài mua. Anh nhìn nhiều mà tốt nước ngoài mua thì mua là gì? Ngân hàng, bỏ ngân hàng. Không có ông thứ hai trong cái nhóm tốt này. Ông thứ hai là ông nhóm vận tải. Người thứ ba là mấy ông nhóm bán lẻ. Bán thì chị nhìn bán để bán FPT đầu tàu của công nghệ, Vinhome ông to của bất động sản, Hòa Phát ông lớn của thép, Vinamilk gì thấy rất nhiều. Rõ ràng cái việc mà nước ngoài bán trong một cái tuần mà nó không, thị trường không thể vượt đỉnh một cách dứt khoát và vượt được 1.300 một cách dứt khoát thì anh chị nhà tôi chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn khi mà nước ngoài bán như thế này làm sao thì đừng lên. Nhưng mà
nước thị trường đi lên trong tuần thì không ai nghĩ là nước ngoài bán thì được, không thể lấy được, đúng không chị? Cái thật ra cái nếu như đánh giá về yếu tố là vì sao nước ngoài người ta bán ròng liên tục ở giai đoạn này thì nó có rất nhiều lý do để bàn. Một vài lý do đã được đưa ra đây là về tỷ giá, một vài lý do được đưa ra là cái lý do nước ngoài người ta mua ròng từ năm 2022 tới giờ thì bây giờ người ta bán cái này ok như thế nào cũng được hay vậy, nhưng xét về một yếu tố đó là để có ảnh hưởng tới thị trường hay không thì mình cho rằng nó có ảnh hưởng về mặt tâm lý và nó không quyết định cái cuộc chơi của thị trường. Và vì vậy nhìn là xét về cái dòng tiền người ta mua lần người ta bán 5.100 tỷ trong một tuần thì thị trường chúng ta một tuần giao dịch đã hơn 100.000 tỷ rồi. Nói vậy một phiên dịch chúng ta đâu đó trên 20.000, lấy con số trung bình là 20.000 đó. Chúng ta giao dịch 5 phiên là hơn 100.000 tỷ rồi, đúng không? 5.000 tỷ bán trên 100.000 tỷ giao dịch. Như vậy con số này có quá bé không vậy? Rất bé. Nhưng nó vẫn tạo ra một cái áp lực, tạo ra một cái điểm tin về tâm lý của nhà đầu tư nếu như nhà đầu tư có quan tâm về thông tin tin tức này. Cho nên nhắc thẳng ra là trong một cái bối cảnh mà anh chị cứ để ý thì có mỗi khi mà diễn biến nó xấu thì lập tức thông tin tin tức những cái gì nó xấu nó sẽ bổ bay như vậy. Ngược lại, cứ khi thị trường mà tăng tốt thì gần như thông tin tích cực mọi thứ hoan hỷ nó lại xuất hiện. Cho nên chúng ta đừng có để thông tin nó bị loạn. Là tốt nhất là mọi người đừng đọc quá nhiều thông tin. Nếu chị tôi không có được một sự chắt lọc thì anh chị không nên đọc quá nhiều thông tin. Anh chị đọc quá nhiều thông tin thì sẽ bị loạn. Nghĩa bạn có một cái từ mà người hay dùng đó là bị bồi thuật. Bồi thuật về mặt tin tức có nghĩa là chúng ta đọc quá nhiều thông tin tràn lan trên mạng, báo nào chúng ta cũng biết. Ở nơi nào thấy chỗ nào share chúng ta cũng đọc. Và đặc biệt thấy có rất nhiều anh chị tự đọc trên các cái diễn đàn, ví dụ như là quen Vienda, về lướt không chỉ đọc, vì stop chỉ đọc quá trời là đọc, nên một người đọc mà không có sự chắt lọc thì rất dễ là bị mất phương hướng. Cho nên có nghĩa thì nhiều khuyến nghị là nếu tham khảo thì tham khảo một đến hai nguồn tin thôi và tự cho mình một cái sự đánh giá đó là cái sự phù hợp nhất. Ok cả nhà ha. Rồi giờ chúng ta sẽ nhìn qua một vài con số để chị có thể thấy được mà. Trước tiên chúng ta hãy nhìn về khối lượng của 20 cổ phiếu ở trong tuần vừa qua, người lấy trong tuần vừa qua có mức tăng tốt nhất. Nếu xét riêng trên HOSE thì trong tuần vừa qua thì gì? Nếu nói về khối lượng thì chúng ta có một ghế là cổ phiếu được giao dịch có khối lượng đột biến nhất. Thứ hai là Hòa Phát. Thứ ba là HAG. Thứ tư là VX. Thứ năm là XXI. Xét về top 5 trước thì anh chị thấy là chúng ta thấy gì? Gate, Hòa Phát, hai ông hai hai nhóm ngành, HG ba nhóm ngành, VX bốn nhóm ngành. Rõ ràng là những cổ phiếu mà có khối lượng đột biến thì trong tuần vừa qua nó không thể hiện là nhóm ngành nào đột biến, nó thể hiện là đơn lẻ cổ phiếu đột biến. Đó là điều chúng ta đánh giá đầu tiên. Anh chị. Vì thứ hai, chúng ta hãy nhìn về mặt top 20 cổ phiếu vượt đỉnh. Nghĩa không xét trên Hà Nội và Upcom, tại vì cái chỉ số chính của chúng ta đó là VN-Index và VN30 thì nó vẫn xuất phát từ trên HOSE, cho nên sẽ xét riêng các cổ phiếu trên HOSE. Thì ở đây sẽ là top các cổ phiếu vượt đỉnh trên HOSE ở trong tuần vừa qua. Xét trong vòng 2 tuần. Thì cổ phiếu đầu tiên là PNC. Vậy gì? Cổ phiếu thứ hai là CTR. Cổ phiếu thứ ba là SMA. Cổ phiếu thứ tư là HTN. Cổ phiếu thứ năm là TTE. Anh chị hãy nhìn cho những năm cổ phiếu này có được cổ phiếu HTN là có mức thanh khoản tương đối ổn là hơn 4 triệu cổ phiếu Việt. Tiếp theo là CTR, còn một cổ phiếu của nhà Việt theo. Thì thanh khoản cũng tạm chấp nhận được. Hơn 962.000 cổ phiếu. Nhưng nếu như nhìn các cổ phiếu đầu tiên 5.500 thì rõ ràng một điều vậy thì thấy là tốt mà cổ phiếu tăng vượt đỉnh được ở trong tuần vừa qua thì hầu như cũng là các cổ phiếu đơn lẻ. Nếu chỉ nhìn vào các cổ phiếu có thanh khoản là CTR này, HTN,
rồi HT1, rồi HVN, thì không phải các cổ phiếu có thể tăng được trong tuần vừa qua vượt đỉnh được là các cổ phiếu thị trường, mà hầu như là các cổ phiếu đơn lẻ, nó không đi theo một nhóm ngành nào cả. Nó vậy, không đi theo một nhóm ngành nào cả. Nếu nhìn xét riêng trên HOSE, cái gì nhá, xét riêng các cổ phiếu trên HOSE đấy, thì đó là ngay hai cái kết quả số liệu đầu tiên, đó là các cổ phiếu có khối lượng đột biến, có nghĩa là giao dịch mạnh và cổ phiếu vượt đỉnh, thì nó đã không thể hiện được thị trường có được sự đồng thuận ở trong tuần vừa qua về mặt kết quả. Rồi một vài nước ngoài mua, nước ngoài bán thì nãy nói rồi. À, tiếp theo chúng ta sẽ so sánh là cổ phiếu tăng mạnh nhất, vượt đỉnh, nó gì không đồng nghĩa với việc tăng mạnh nhất, anh chị đừng nhầm lẫn nha. Cổ phiếu vượt đỉnh không đồng nghĩa cổ phiếu tăng mạnh nhất, mà chúng ta hãy nhìn cổ phiếu tăng mạnh nhất ở trên HOSE trong 5 phiên vừa qua, thì chúng ta có thể gửi đến những cái tên gì: HFC, TTE, QNP, CTR, vì vậy top 5 thì cũng chỉ có ông CTR là một ông tương đối nổi bật. Cảng Quy Nhơn cũng được. Đấy, có nghĩa là cảng hai cổ phiếu, còn lại dĩ nhiên HFC, TTE, VPX, hầu như là các cổ phiếu bao cung, hầu như là các cổ phiếu đầu cơ hoặc là không có thanh khoản. Thì rõ ràng vẫn là một cái câu nói mà hồi nãy trên cái hai cái kết quả hay số liệu đầu tiên này, nó nói như vậy là trong tuần vừa qua chúng ta không ghi nhận được các cổ phiếu thị trường có được một cái mức tăng tưởng tăng điểm tốt, mà hầu như là các cổ phiếu đơn lẻ cho mới thị trường. Như vậy chúng ta có thể đánh giá được là ngay trong tuần vừa qua chúng ta không có được một sự đồng thuận, chúng ta không có được một sự đồng thuận, đó là điều chúng ta thấy được. Rồi, đó là những con số mà người có thể ra nói với anh chị. Thì nếu như nhìn qua những con số này á, thì cái diễn biến là rõ ràng là các cổ phiếu đơn lẻ nó chỉ đi, chứ thị trường chúng ta không ghi nhận ra là nhóm ngành nào đi hoặc là cổ phiếu thị trường nào đi. Thì như vậy rõ ràng thị trường nếu như xét về độ bền, độ vững thì chưa có. Mình gọi là từ chưa có chứ mình không phải là cái từ không có, vì sớm muộn điều đó sẽ ra, nhưng trong tuần vừa qua thì nó chưa có. Cho nên nếu như nhìn về các mặt kết quả thì mình cho rằng nó còn phản ánh tương đối vào cái cách mà thị trường chúng ta đã vận động trong các phiên giao dịch. Vậy cho vậy. Ok. Rồi, đó là những cái số liệu mà ta có thể thấy. Nếu như nhìn về một vài cái đánh giá thì trong nhóm ngành, thì trong tuần vừa qua nếu xét về yếu tố tăng giảm thì nhóm ngành tăng điểm tốt nhất đó là ngành công nghệ thông tin. Trong một tuần vừa qua thì nhóm ngành này là tăng 8,89%. Nếu xét trong một tháng thì nhóm ngành này tăng 27%. Và nếu xét cả năm thì hai nhóm ngành này tăng 145%. Thì rõ ràng gần như là trong một tháng vừa qua, và trong một tháng vừa qua nếu anh chị nhà tư mà đầu tư được nhóm ngành công nghệ thì chắc chắn lợi nhuận nó sẽ tốt. Và nếu như trong tuần vừa qua mà chị đầu tư được nhóm ngành công nghệ còn với một nhóm ngành khác là nhóm ngành công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, thì hai nhóm ngành này sẽ là hai nhóm ngành mang lại được cái lợi nhuận cho anh chị. Còn nếu như anh chị nhà đầu tư chúng ta rót vào các nhóm ngành khác, các cổ phiếu khác, thì hoặc là lãi nhẹ hoặc là lỗ. Đó, chuyển động ngành nó sẽ thể hiện được điều đó. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy được một lần nữa là thị trường chúng ta sau khi cái tuần vừa qua thể hiện một việc là thị trường khó. Một tuần thị trường khó, và nếu như tuần vừa qua mà anh chị nhà đầu tư có đầu tư thua lỗ thì mình cho rằng nó là chuyện hiển nhiên, chuyện bình thường, tại vì đa số nó sẽ phản ánh vào mặt các nhóm ngành rồi. Vì có hai nhóm ngành là cho một cái cơ hội mang lợi nhuận tốt, còn lại các nhóm ngành khác thì hoặc sẽ là lãi nhẹ hoặc là không lãi hoặc là lỗ. Cho nên đa số trên thị trường ở trong tuần vừa qua sẽ là không kiếm được lợi nhuận. À, mình công ty là không kiếm được lợi nhuận, nó sẽ phù hợp hơn cho tất cả. Chỉ có số ít anh chị nhà tư sẽ kiếm được lợi nhuận nếu gì rót tiền vào hai nhóm ngành này. Ở đó ngành công nghệ thông tin và nhóm ngành hàng và dịch vụ công nghiệp. Ok cả nhà đồng ý với điều đó không ạ? À? Rồi.
Đó là những cái con số mà Nghĩa tổng hợp. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ quay về với lại thị trường của mình ha. Rồi, trước tiên thì chúng ta thấy là ở tuần vừa qua thị trường chúng ta đóng cửa với một cái nến tuần đỏ. Cái gì? Một cái nến tuần đỏ. Và rõ ràng nếu như nhìn về trạng thái của thị trường thì cái xung lực, cái khả năng thì thị trường có thể tăng điểm được, nó sẽ kéo dài chỉ còn một tuần. Và bước qua tuần sau nữa, tức là tuần cuối cùng của tháng 6, thì trạng thái khách sạn công tuần nó sẽ mở ra, có nghĩa là cái sự rung lắc của thị trường nó sẽ tiếp tục kéo dài. Cho nên đánh giá về cái cơ hội để thị trường chúng ta có thể bứt phá, nó đang dần bị trôi qua vậy. Có nghĩa là giai đoạn tiếp theo của thị trường có thể sẽ là tương đối khó giao dịch, tương đối khó giao dịch. Và chúng ta sẽ vẫn có thể sẽ thiên về cái câu chuyện là thị trường quay trở lại cả cái giao dịch với cổ phiếu là chính, có nghĩa là cổ phiếu sẽ vẫn xây tua, và có thể là cổ phiếu đơn lẻ chứ có thể là chưa phải là các nhóm ngành. Đó là cái khả năng đấy, là nhìn vào không tuần. Vì không ngày thì rõ ràng trong ngày chúng ta có 5 phiên giao dịch và chúng ta đang có đến 4 phiên biến động mạnh. Đầu tiên là cái phiên thứ ba, cái phiên thứ ba là cái phiên mà hôm thứ hai thì được có thể tăng vượt đỉnh các thứ, nhưng mà nó không tạo ra được một cái sự thuyết phục, bởi vì không có yếu tố thanh khoản, không có dòng bùng nổ, không có dòng dẫn các thứ. Thì hôm thứ ba thì được giảm chỉ có 6 điểm thôi, nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư ngại về việc là thị trường chúng ta có thể gãy, rất nhiều sự lo ngại về việc thị trường có thể gãy. Thì đến thứ tư thì được tạo ra một cái sự ngỡ ngàng. Mình cũng đánh giá là thị trường tạo ra một cái sự ngỡ ngàng, bởi vì hai cái phiên đẹp nhất để thị trường chúng ta có thể vượt đỉnh 1.294 và 1.300, đó là vào thứ 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 hai và thứ ba của tuần vừa qua, nhưng mà thị trường lại không vượt. Sau đó thị trường lại vượt vào thứ tư. Và khi thị trường vượt vào thứ tư thì có một cái yếu tố là thị trường nó không dứt khoát, nó không dứt khoát, đó là cái yếu tố thanh khoản. Có nghĩa là thứ tư chúng ta có được hai vấn đề, có được dòng dẫn là ngân hàng, dòng đỡ là ngân hàng, các bạn là dòng dẫn. Thứ hai chúng ta có được cái sự lên tiếng đồng thuận của các nhóm ngành khác, một nhóm ngành quan trọng với ngành thị trường đó là nhóm ngành chứng khoán. Sau đó thì chúng ta thấy được là các nhóm ngành khác cũng có một cái sự tích cực. Thì anh chị nhớ cái video mà Nghĩa có điểm tin với chị ở cuối phiên giao dịch sau khi hết ngày thứ tư, Nghĩa có nói là có một kịch bản ác hơn, đó là tạo lập người ta sẽ đạp ở sau cái phiên này để người ta tạo ra một cái trạng thái rũ bỏ. Bởi vì cái phiên hôm thứ tư vượt, nó vẫn để lại một cái sự nghi ngờ của một nhóm nhà tư trên thị trường. Thị trường chia làm hai phe, một phe là do thị trường tích cực, một phe là nghi ngờ thị trường. Thì cái phe nghi ngờ thị trường đó nó sẽ rất dễ kích động cái phe mà tích cực, tại vì cái sự hô hào nó sẽ lớn. Ví dụ như thị trường nó đi lên tiếp tục thì nó vẫn tạo ra cái sự nghi ngờ, thì nhà tư người ta sẽ cởi bỏ dần dần. Nhưng cái phe mà đã tích cực thì rất dễ tiêu cực, có nghĩa là chỉ cần có một cái biến gì đó mà bất ngờ, thì mình có nói là nếu như mà tạo lập người ta đánh hát thì người ta sẽ đạp một cây phủ nhận cái cây nến giảm hôm thứ tư, và nó đẩy chỉ số chúng ta sẽ lao nhanh và tạo ra một cái trạng thái là ok, up rồi, bull rác rồi, và như này rồi như kia. Thì đến phiên thứ năm thị trường cố nêu giá thì nó không diễn biến ngay, và hôm thứ sáu thì thị trường làm một cái quả đúng là một cái phiên đánh rũ kinh điển. Thì thật sự nó chỉ diễn ra chóng vánh đâu đó khoảng cỡ trước 10 phút ATC, và trong ATC đánh cực kỳ nhanh, đạp cái hừng cái mọi thứ là cái tạo ra một cái phiên giảm điểm cực kỳ mạnh, và nhà tư đã bắt đầu ngỡ ngàng, và nhà tư bắt đầu cho rằng là thị trường up bull, nhà tư bắt đầu cho rằng cái phiên hôm thứ tư là một phiên vượt đỉnh giả. Thì nghĩa là nói với chị, nếu như mà cái phiên thứ năm mà cái phiên đó không đạt thì cái phiên này chắc chắn là một phiên vượt đỉnh uy tín. Thì cái phiên hôm thứ sáu với góc nhìn của Nghĩa, Nghĩa đánh giá đây là một phiên rũ hàng, một phiên rũ hàng kinh điển chứ không phải là một phiên xả hàng, phiên rũ hàng chính xác hơn một phiên xả hàng. Nhiều chị sẽ nói là đây là cái vùng phân phối, thì thật ra nếu chị nhìn vào cái câu chuyện phân phối thì
Ở đây chúng ta phải nghĩ thêm được là thị trường chúng ta có bao nhiêu sự hưng phấn và bao nhiêu cổ phiếu có thể tăng giá trong một chu kỳ tăng giá gần nhất từ đáy 1.166 đi lên. Hãy nhìn từ đáy 1.166 đi lên tới bây giờ thì có bao nhiêu cổ phiếu nó có được lợi nhuận. Đó, hồi nãy nghe cái điểm cho anh chị rồi, nếu chị nhìn về nhóm ngành cái gì? Cái gì nhìn về nhóm ngành trong vòng một tháng vừa qua thì có bao nhiêu nhóm ngành có thể mức tăng điểm tốt được? À, viễn thông, công nghệ thông tin, hàng và dịch vụ. Còn lại hầu như là cực kỳ hiếm. Không như càng là cực kỳ hiếm. Cho nên chúng ta có thể thấy được là thật ra trong một tháng, hơn một tháng vừa qua, từ thời điểm thị trường tạo 1.166 đi lên tới hết phiên hôm thứ sáu vừa qua thì thị trường nó cũng không hề mang lại một cái sự hưng phấn quá lớn của nhà đầu tư, không tạo ra một cái sự cao trào để xảy ra cái việc phân phối. Cho nên mình đánh giá về yếu tố phân phối nó không khó, mà với nghĩa về đánh giá một phiên xả, một phiên rũ hàng khá là kinh điển. Tạo lập người ta rất biết cách điều phối tâm lý, người ta vẫn mớm cho nhà đầu tư một cái sự nghi ngờ ở phiên thứ năm, để phiên thứ sáu tạo ra một cú đạp đổ chỉ trong chốc vánh, chóng vánh chỉ trong ít phút cuối phiên. Thì cái việc đạp trong ít phút cuối phiên này nó tạo ra tâm lý của nhà đầu tư, đó là ô thị trường này Oppo thì nó Oppo đại pháp rồi, Oppo mới đạp ở FTC như này như kia, đúng không? Rất nhiều vấn đề thì hãy nhìn lại đặc thù qua hai đoạn này và đoạn này khác nhau. Cái đoạn mà thị trường chúng ta bước vào câu chuyện giảm á, thì mình cho rằng nó phải đánh là đánh một cách quyết liệt, đánh từ trong phiên nó đẩy chỉ số giảm. Nhưng cái đánh này nó lại đánh ở sát ATC và ATC, vì đánh ở trong ATC thì đó là cái thời điểm mà giao dịch nó sẽ ít, giao dịch nó sẽ ít và nó tạo ra một cái sự hoảng loạn cao trào, cho nên tạo ra một cái dòng chuyển biến về tâm lý khá là vững, khá là nhanh. Cho nên người đánh giá rằng với cái kết quả này thì gần như nó vẫn đang ổn. Lúc này thì nó sẽ tạo ra cho anh chị là thị trường này có vẻ đáng sợ, nó sẽ có những sự đáng sợ như vậy. Nhưng mà với mình thì mình chưa chưa thấy là thị trường nó quá đáng sợ đâu anh chị. Tạo lập người ta thật sự là phải nể tạo lập, tại vì người ta rất biết cách thao túng tâm lý của nhà đầu tư. Nhưng ít nhất là chúng ta vẫn có thể thấy được là thị trường nó không thuận lợi ngay cho việc là thị trường chúng ta có thể bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh và sớm. Như người hồi nãy nói đó là không tồn tại, thời gian trôi dần qua, cơ hội có thể mất luôn. Đấy, thì bắt đầu thì chúng ta đi vào một cái form mới, một cái giai đoạn mới, và cái giai đoạn này người đánh giá rằng có thể sẽ là một cái giai đoạn xuyên giao dịch biên trên biên dưới trước mắt sau phiên dịch này. Rồi, và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải thấy được để thị trường chúng ta cần có thể quay trở lại nhịp tăng, chúng ta phải thấy được cái dòng dẫn. Thì anh chị nhớ lại cho mình, mọi thứ nó luôn bắt đầu từ một con sóng của một nhóm ngành. Ví dụ như giai đoạn tháng 3 năm 2023, trước khi thị trường chúng ta bước vào sóng tăng ở trong tháng 5 thì tháng 3, cái thời điểm mà nhóm thị trường gần như là tưởng chừng là sẽ là down. Anh chị nha, anh chị nào mà sử dụng phân tích kỹ thuật là có biết cái phiên này là biết gần như là thị trường sẽ đi này. Thì sau đó chính là nhóm ngành chứng khoán nó bất một cách đồng thuận một nhóm ngành và nhóm ngành đi lên. Mãi đến tháng 5 thị trường mới có thể đi lên. Đúng không vậy? Đến tháng giai đoạn tháng 12, đến giai đoạn tháng 12 của năm 2023 và đầu năm 2024 thì chúng ta có thể thấy được liền thép thép. Còn ở thời điểm này chúng ta chưa thấy được một nhóm ngành nào có được một cái sự chắc chắn là dẫn dắt. Ở tuần vừa qua chúng ta chỉ thấy được có hai nhóm ngành có cơ hội, đó là thép và nhóm chứng khoán. Thì chúng ta sẽ chờ đợi thì chỉ khi và khi xuất hiện được sóng ngành thì khi đó thì chúng ta mới cầm chắc cái khả năng là có sóng chạy. Đó là cái đánh giá đầu tiên sau cái tuần vừa qua, chúng ta cùng tổng hợp lại với nhau thì như vậy. Rồi tiếp theo là chúng ta, nếu chúng ta nhìn về các cái diễn biến ở trong tuần thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta đang có một cái trạng thái khách sạn ở quanh vùng 1.278 thì đã hút giá về, đã cho một cú điều chỉnh.
Thì với một cái lực bán ở cuối ATC ở trong tuần vừa qua thì rõ ràng cái quán tính này nó sẽ đè lên tâm lý của thị trường cho phiên đầu tuần. Cho nên cái diễn biến của phiên đầu tuần mình đánh giá sẽ là một cái trạng thái tương đối đáng chờ đợi. Thì nghĩa đánh giá rằng nó sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, đó là nếu như thị trường chúng ta mở gap giảm ở đầu phiên, hiện tại đang là 1.279, mở một cái gap giảm khoảng cỡ 5 điểm, thậm chí là 10 điểm, thì mình đánh giá cửa rất là cao là sau đó thị trường sẽ bắt đầu bật. Nếu như thị trường chúng ta mở cửa một cái gap, mà gap giảm phải mở cửa bằng gap gì nha, nếu thị trường mở cửa bằng gap thì nghĩa đánh giá khá cao về khả năng là ở quanh vùng 1.270 đến 1.274 là vùng thì chúng ta có thể bắt đầu bật trong buổi sáng luôn, thì vì chúng ta sẽ bật. Và nếu như kịch bản này xảy ra, cái cách mở cửa này xảy ra thì đây chính là một cái cú rũ bỏ kinh điển của thị trường ở trong cuối thứ sáu và đầu thứ hai, trước khi thị trường chúng ta bước vào một cái phu mới, bước vào một cái giai đoạn mới, là kịch bản một cho tuần tới. Và có thể là sau đó các phiên trong tuần thị trường sẽ tăng điểm nhẹ nhàng từ 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 trở lại. Kịch bản thứ hai đó là thị trường mở cửa ở tham chiếu và chặn gáp gì hết, sau đó thì được hồi. Thì nếu cái kịch bản này nó xảy ra thì mình khá là ngại, tại vì nếu kịch bản mà thị trường chúng ta có thể hồi mở cửa tham chiếu mà hồi luôn đó chị, hồi luôn ở trong buổi sáng, thì có khi sẽ có một cái cú đạp, có khi sẽ làm cú đạp tiếp theo, có thể là vào thứ tư hoặc là thứ năm. Tại vì tuần tới chúng ta cũng sẽ là một cái tuần đáo hạn phái sinh, anh chị sẽ biết về yếu tố đó, một tuần đáo hạn phái sinh, được chưa? Thì mình đang ngại cái kịch bản này hơn. Tại vì sao? Tại vì theo số liệu mà Nghĩa đang có thể nắm thì ở trong tuần vừa qua cái khối lượng trong vị thế long bạn đang nắm chủ động hơn so với lại vị thế sọt, cho nên có thể trước khi đáo hạn chỉ số phái sinh sẽ vẫn cố gắng kéo chỉ số cơ sở để đi lên, giữ cho cái vị thế có thể đóng được trước khi đáo hạn một vị thế tốt, và sau đó mới là một cú đạp thật sự đó. Thì nếu như kịch bản này xảy ra thì mình đánh giá rằng thị trường nó sẽ phải về vào 1.230, 1.240, và gần như thị trường chúng ta sẽ phớt lờ cái trạng thái vào sóng sớm, trôi qua cái trạng thái vào sóng sớm, và khi đó có thể phải đến tháng 7 thì nó mới quay trở lại cái khả năng vượt ngàn ba lần nữa. Đó là cái kịch bản mà mình đang đánh giá nó có xác suất xảy ra tương đối lớn. Thì đánh giá gì có hai kịch bản thôi. Một, và nếu như thị trường chúng ta mà mở gấp giảm được ở đầu ngày thì là cực kỳ hay ho. Thị trường mà mở gấp được giảm được đầu ngày thì đánh giá nó là cực kỳ hay ho. Đó chính là một cái điểm bắt cho anh chị nhà đầu tư của mình. Hãy sợ sợ nhưng mà nếu thị trường mở gấp giảm là mình cực kỳ tự tin. Cực kỳ tự tin để chị có thể bắt, thậm chí là bắt tay cầu. Và nếu anh chị nhà đầu tư nào mà đang có kẹp hàng, chẳng may chị có kẹp hàng, thì đây chính là cơ hội cho anh chị bắt để nước thì hàng có sẵn, có thể là T0. Gần như sáng thứ hai mà thị trường nó đạp, mở gấp nó đạp rồi anh chị có thể bước bắt T0 cho mình. Một vùng có chị canh đó là 1.270 đến 1.274, thấy thị trường về vùng này là có thể mở mua trên hàng có sẵn. Ok anh chị ha. Đó là kịch bản tuyệt vời nhất. Còn nếu như kịch bản thứ hai thì đừng xảy ra, đó là thị trường mở cửa quanh tham chiếu và từ từ đi lên, thì anh chị nhà tôi chúng ta sẽ phải thận trọng. Mặc dù mình cũng tương đối là tích cực, nhưng mà nếu thị trường chọn cái cách mở cửa này thì mình sẽ phải thận trọng. Có nghĩa là mặc dù chúng ta view thị trường nó ổn, nhưng mà với cái diễn biến chung của tâm lý nhà tư, chúng ta cũng không thể đánh ngược được gì. Thì chúng ta cũng cần có một cái sự an toàn trở lại, không cần phải vội vàng. Mình sẽ đảm bảo quay trở lại một cái sự an toàn hơn cho các anh chị nhà tư, đặc biệt các anh chị khách hàng, có thể chúng ta sẽ bị chậm lại. Nếu như kịch bản đầu tiên, cái kịch bản thứ hai thị trường diễn ra đó là mở cửa quanh tham chiếu và tăng xanh từ từ, ok anh chị, thậm chí thị trường nó sẽ tăng cho đến thứ tư luôn, mở cửa quanh tham chiếu rồi thậm chí sẽ tăng đến thứ tư, hoặc là
tăng đến thứ ba, sau đó bắt đầu thứ tư sẽ đạt. Mà nếu như kịch bản này diễn ra thì thị trường nó sẽ về vùng 1230 hoặc 1240 mới là cái điểm dừng đó. Mà về tới đó thì đó chúng ta mới xem xét có thể là phun hàng xong. Còn nếu như mà thị trường đi theo kịch bản đẹp đầu tiên thì mọi thứ nó sẽ đến sớm với anh chị hơn, nó sẽ dễ thở cho anh chị hơn. Anh chị sẽ chỉ chịu tra tấn đúng đâu đó khoảng cỡ 30 phút đến 1 tiếng đầu phiên dịch thôi, còn lại mọi thứ nó sẽ ổn thỏa cho mọi người. Ok, cái này với các những cá nhân của người đánh giá nó có hai khả năng như vậy. Và với anh chị nhà tư bây giờ nó sẽ chia ra hai dạng, một dạng gì nhà tư đó là đang cầm cổ phiếu. Cầm cổ phiếu thì mình cho rằng nếu như mà anh chị nào cầm được cổ phiếu lãi thì ổn tâm lý, cũng dễ xử lý, không có vấn đề gì hết. Mà nếu chị nhà tư đang từ lãi nhẹ trong tuần vừa qua thành lỗ, và có chị nhà tư trong tuần vừa qua không kiếm được đồng nô mà nào mà nhanh quay trở lại mức lỗ, thậm chí đang lỗ khoảng cỡ 4-5%, nghĩ cho rằng là tâm lý cực kỳ hoang mang, và anh chị đó cần phải quán triệt câu chuyện đó là nếu buổi sáng thứ hai thì chúng ta mở gap giảm thì anh chị không nên bán tháo. Bây giờ nếu sáng thứ hai thị trường giảm anh chị không nên bán tháo, mà thay vào đó anh chị có thể tự tin mua T0 cho đến T1 với hàng có sẵn ở vùng giá 1270 đến 1274 để giải quyết vấn đề đó. Ok, bây giờ người nói rất kỹ ha, và cái câu trả lời của chúng ta sẽ vẫn là xét cổ phiếu, vì như người nói lo là cho dù thị trường chúng ta đang dần trôi qua cái cơ hội bước vào một cái sóng ngon nghẻ đến sớm, thì thị trường chúng ta có thể sẽ vẫn giữ đúng một cái nhịp điệu, đó là đánh cổ phiếu đơn lẻ để có thể đi lên, đánh cổ phiếu đơn lẻ để có thể đi lên. Cho nên việc của mình là mình vẫn xét cổ phiếu đó. Thì anh chị đó là điều mà với chị nhà tư nào đang quan tâm, và kịch bản thì chúng ta mở gấp giảm, còn kịch bản thì khi chúng ta mà mở tham chiếu và đi lên luôn, thì với những chị nhà tư mà đang có một cái tỷ trọng hàng lớn để giải quyết cái vấn đề và sự lo lắng của anh chị về mặt tâm lý và áp lực cầm hàng, thì anh chị có thể chủ động bán hạ tỷ trọng với các cổ phiếu có lãi, anh chị sẽ bán 1/2. Đoạn này mình không khuyến nghị bán hết anh chị ra đoạn này không khuyến nghị bán hết, cho nên chị có thể bán 1/2. Và anh chị có thể đợi xem xét thử là liệu thì chúng ta có một cú đạp về vùng 1230, 1240 ở đâu đó cuối tuần hay không. Nếu có mà sẽ bắt người đó, còn nếu không chúng ta sẽ tính một cái kịch bản khác đấy. Cho nên cái việc anh chị nào nếu như kịch bản thì chúng ta mở cửa quanh tham chiếu đầu tuần, sau đó bắt đầu hồi lên, thì anh chị có thể xem xét hạ tỷ trọng. Vậy anh chị đó là hai hướng cho anh chị xử lý với thị trường. Bây giờ quay trở lại đó là vì sao, nghĩa lại khá là tự tin với việc là thị trường mở gap anh chị có thể bắt được. Sẽ có một số anh chị như tôi không đồng tiền với việc này thì phải có dấu hiệu như vậy, thì anh chị sẽ nhìn cho mình một vài cổ phiếu trụ ở trong tuần vừa qua với cái cú đạp này, nó đang cho cái cơ hội để bắt cổ phiếu khi rất nhiều các cổ phiếu về hỗ trợ. Ví dụ như cổ phiếu đầu tiên mà người có thể thấy được nó lỏng gắt đấy, cổ phiếu đầu tiên mà người có thể thấy được nó đang có một cái sức đỡ do thị trường nó lỏng gắt quá, chẳng như ông về tới hỗ trợ cứng nhắc rồi, từ vùng giá quanh 78.3 đến vùng giá 78.7 là một cái vùng hỗ trợ cứng nhắc vùng gắt, gần như mà sáng thứ hai mình nhúng xuống một cái là nó sẽ sinh ra điểm bắt T cộng đấy, đó là ông đầu tiên. Để gì nhưng cái là thấy ông này một vài ông thứ hai ở trong giai đoạn vừa qua đó là ông GVR, nhìn ông GVR một ông cũng trong viên 30, và ông này cũng là một cái nhóm ngành tương đối nổi bật đó là khu công nghiệp, thì cả một cái giai đoạn nhà tư đợi vì định có thứ muốn mua không, vì đó là cái hừng cái là coi như nó về tới hỗ trợ. Ông này mà về tới cái vùng quanh vùng giá là 31.3 đến 31.9, nó giống như gác cái gì là từ trên mai cho đến giao găm, gần như sẽ là một điểm bắt tay cầu. Rất nhiều các cổ trụ nó đang có một cái cách vận động khá giống nhau đấy. Ông thứ hai mình đánh giá khá là cứng. Ông thứ ba là ông ấy cái ai ông ấy
Ông ấy ba ấy cây thì không đánh giá ông Nhậm nhiều, ông ấy cây gần như ông chịu quét về tới cái cây nén nha. Mà hôm thứ tư bật là ông đã ăn ngon rồi, tức là đâu đó khoảng vùng giá 35.85 là đã ngon rồi. Cái cây mà về tới đây gần như là cân ngắt, gần về tới đây là gần như hồ trợ cân ngắt rồi đấy. Đó là ông thứ ba, tức là mình chỉ đánh ba ông đầu, một ông rất lớn, một ông lớn vừa vừa, không có yếu tố thị trường là đã thấy cái khả năng băng bọc. Nếu đánh giá về nhóm ngành mà có sức đi do thị trường và đỡ do thị trường thì chính là cái ngành ngân hàng mà đã tạo tiếng nói ở trong phiên thứ tư tuần trước và giúp cho thị trường chúng ta có thể đi lên. Đã nhìn các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng anh chị, thì thật ra anh chị nhìn ha, anh chị nhìn thì các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng nếu như nhìn về mặt chỉ số nha, thì nhóm ngành này bắt đầu sau cái tuần vừa qua, sau tuần vừa qua với cái cây nến anh chị, với cái cây nến thác cái tuần thì nó đang đưa trạng thái của nhóm ngành này đến một cái trạng thái tích lũy, không thể hiện là trạng thái giảm, nó chỉ thể hiện đúng một trạng thái tích lũy thôi. Cho nên chúng ta có thể nhìn ở một vài cổ phiếu lớn để người xem thử là nhìn qua những ngành ngân hàng rồi ông đầu to ông Việt Công. Rồi ông Việt Công, ông Việt Công là lần thứ ba ông đang đánh, và anh chị thấy là Việt Công có hỗ trợ mà chúng ta đã nói chuyện với nhau là hỗ trợ 87, 86.3 đến 87. Giờ mãi nó vẫn không về tới sát cái hỗ trợ giao găm đó là giá 86.3. Gần như bây giờ nó về cái nữa là cũng ngon. Là ông một ông lớn tiếp theo. Tức là có rất nhiều các cổ phiếu có thể đỡ cho thị trường. Nếu như thứ hai thì nó có thể nhúng xuống một tí, gần như nó sinh ra để mua hết cái gì. Cực kỳ nhiều cổ phiếu có thể mua được ở trong thứ hai luôn. Cái đó là lý do vì sao mình đánh giá là thị trường khá là ổn để có thể bật được, để có thể bật được. Cho nên với mình thì mình đánh giá tự tin cho việc là thị trường mà mở gấp giảm là gần như sẽ ngon. Vì sao mình đưa ra một cái biên độ lớn như vậy? Tại vì với cái quán tính này thì cái yếu tố trượt giá nó sẽ xảy ra nhanh vậy, và cái thời gian mà nó diễn ra này nó khá là trước chớp nhoáng, có thể là đâu đó khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ đầu phiên thôi. Cho nên chị nhớ tôi có thể yên tâm với việc là thị trường mở gấp giảm là lại cực kỳ ngon nè. Ok cả nhà, đó đó là những gì mà nghĩa đánh giá rằng thị trường khá ổn cho chị nhà tư mà sẵn sàng thì bắt thì cộng được, thế thì được chúng ta có thể mở. Còn kịch bản thứ hai mà mình không muốn xảy ra đó là thị trường mở cửa tham chiếu và sau đó quay trở lại tăng từ từ trong thứ hai và thứ ba, thì kịch bản này chúng ta sẽ phải bán hạ tỷ đồng một phần, bán hạ và phòng ngừa cái chuyện nó đạp ở thời điểm cuối tuần và thậm chí là đáo hạn. Cú đạp đó thì có thể là phải là 1.230, 1.240 chúng ta mới xem xét mua trở lại được. Cho nên anh chị nhiều người chúng ta cố gắng bán theo cái cách thị trường chúng ta mở cửa để có thể ra được quyết định mua và bán ở trong tuần tới ha. Rồi đó là những gì mà mình đánh giá. Còn về cái yếu tố hồi nãy có nói với chị rồi, đó là yếu tố việc phát sinh đó, việc phát sinh thì anh chị có thể thấy được là phát sinh cái gì, phát sinh nó đang nằm ngay hỗ trợ, phát sinh nằm ngay hỗ trợ rồi. Nhưng anh chị biết là phát sinh là cái chuyện mở gấp giảm là chuyện bình thường đúng không? Nếu phát sinh mà mở gấp giảm thì gần như ít khi hai gáp giảm liên tiếp xảy ra. Đã nhìn qua phát sinh là chị thấy là sau 10 giờ phát sinh sẽ hồi, sau 10 giờ phát sinh sẽ hồi. Chị nhìn phát sinh chị nào dùng ý chi thì sẽ thấy điều đó, sau 10 giờ phát sinh sẽ hồi. Cho nên đánh giá về cái cửa mà đầu phiên mở gấp giảm các thứ đang khá là lớn, sau đó bắt đầu hồi là ngon. Bao nhiêu người đánh giá rồi, cái kỳ hạn này sẽ vẫn là một kỳ hạn lo. À, kỳ hạn này sẽ vẫn là một kỳ hạn lo từ đâu đó khoảng cỡ ngày quanh 20, 22 gì đó đúng không, tới giờ nó vẫn là một kỳ hạn lo. Cái xu hướng của vệ sinh nó vẫn là một xu hướng tăng này, cho nên không loại trừ câu chuyện là tạo lập người ta sẽ cố gắng kéo chỉ số để cho phục vụ cho việc đáo hạn đấy. Cái này chúng ta sẽ chú ý về cách thị trường mở cửa như thế nào rồi. Đó là những gì mà Nguyễn muốn chia sẻ với chị ha. Với là đoạn này bắt đầu chị nhận tư, nếu như mà đang lo thì chị có thể lại bắt đầu quay trở lại câu chuyện đánh bằng tiền mặt, lại thu hẹp bằng câu chuyện margin. Nếu như thì chúng ta có thể băng bật được thì nhớ bán hạ bằng margin đi,
để bắt kể là bắt T0, T+ hay là hồi để bán thì cũng hay hạ bằng logic. Và mình chờ, của mình thì mình ra đánh giá ở đây là cái điểm bắt T+ phù hợp rồi. Cú rủ này đủ ngon rồi. Mà sau cú rủ này nếu thì đừng làm được một điều đó thì đừng tích lũy trở lại thì đó là kịch bản đẹp nhất. Ok chị ha. Rồi. Đó là những gì mà Dũng muốn chia sẻ thêm với anh chị nhà tư trong cái video này. Tự nhiên những nội dung của mình chia sẻ tập trung chính về thị trường. Mình sẽ không có nói quá nhiều các thông tin ở bên ngoài. Hy vọng anh chị nhà tư chúng ta có thể nghe rõ và cảm nhận được. Rồi thì trước khi kết thúc video, anh chị nào xem đang tới cuối video, anh chị để lại một like, một tim ở bên dưới phần comment. Anh chị nào đang cần một người đồng hành, một người hỗ trợ anh chị về cổ phiếu, về kế hoạch về mua và bán, đang mắc định hướng thì anh chị có thể liên hệ với Nghĩa, mở tài khoản tại HSI với ID là 2760, hoặc anh chị đã có tài khoản HSI chị chuyển ID về, welcome tất cả mọi người. Chúc mọi người tuần sau có một tuần giao dịch tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.